Bích Trâm cùng ba biên tập xin được gửi lời chào và lời cảm ơn đến quý khán thính giả gần xa đã luôn ủng hộ và chọn kênh Thời báo sự thật để cập nhật tin tức mỗi ngày. Kính chúc quý vị có một ngày thật tốt lành và bình an. Chương trình ngày hôm nay bao gồm những nội dung chính như sau. Thừa thắng xông lên, quân đội Ukraine vượt biên giới tấn công vào lãnh thổ của Nga. Sau khi Nga thua Ukraine, Trung Quốc sẽ trở thành kẻ thù của tất cả mọi người. Mỹ ký lệnh hành pháp có liên quan đầu tư nước ngoài ảnh hưởng an ninh quốc gia. Và sau đây là phần tin chi tiết. Thưa quý vị, sau khi tiến hành phản công trình khắp các mặt trận và thu về những chiến thắng vang dội, quân đội Ukraine đã triển khai một kế hoạch táo bạo hơn, đưa một sư đoàn vượt biên giới tấn công đạn đạo vào vùng Begorod, lãnh thổ của Nga, khiến ít nhất một dân thường thiệt mạng và hai người khác bị thương. Cụ thể, vào lúc sáng sớm ngày 16 tháng 9, thống đốc vùng Begorod, Vyacheslav Kladkov đã cho biết rằng sau cuộc pháo kích của Ukraine, một dân thường đã thiệt mạng và hai người khác đã bị thương. Đạn pháo của Ukraine đã xuyên qua hệ thống phòng không của Nga, phá hủy ba phương tiện và đốt cháy tám ngôi nhà. Các hệ thống phòng không đã được kích hoạt nhưng vẫn có thiệt hại trên mặt đất. Trạm biến áp đã bị hư hỏng khiến cho khu vực này chìm trong bóng tối. Thị trấn Valiki thuộc vùng Begorod cách biên giới Ukraine khoảng 15 km cũng đã trở thành một điểm trùng chuyển vũ khí, lương thực quan trọng của Nga cho lực lượng tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt ở miền đông Ukraine. Valiki có vị trí chiến lược gần tỉnh Kharkov của Ukraine, và Nga cũng đã bắt đầu xây dựng một căn cứ quân sự lớn ở Valiki với kinh phí khoảng 50 triệu USD từ năm 2015, không lâu sau khi sáp nhập và bán đảo Trương. Hiện nay, thì Valaki cũng đã trở thành nơi thân nhân các binh sĩ và công dân Nga đã tiếp tế cho lực lượng đóng quân gần thị trấn. Moscow đã cho rằng, Valaki đang nằm trong tầm tấn công của pháo binh Ukraine sau khi quân đội Nga rút khỏi vùng Kharkov ở đông bắc Ukraine vào tuần trước. Thưa quý vị, Hai khu dân cư khác của Begorod cũng đã trở thành mục tiêu tấn công của pháo binh Ukraine hôm 15 tháng 9. Đám cháy bùng phát tại một trạm xăng ở làng Nekotipka giáp biên giới, trong khi 14 ngôi nhà đã bị hư hại ở làng Karashniji khu to gần đó. Đây là một cuộc tấn công thứ hai của Ukraine trong tuần này. Hôm 12 tháng 9, các lực lượng Ukraine đã nhắm mục tiêu vào thị trấn Golotepka phía nam Valaki khiến 4 người bị thương. Trong số những người bị thương có một người là người dân địa phương, trong khi những người khác là những người tị nạn từ Ukraine. Nguồn cung cấp điện và khí đốt của Logatrepka cũng đã bị gián đoạn sau vụ tấn công và chính quyền đã ra lệnh sơ tán. Nga đã từng cáo buộc Ukraine thực hiện một số vụ tấn công nhắm vào các khu vực ở biên giới như là Begorod, và Kursk, nhưng Kiev đã bác bỏ. Thống đốc vùng Lugansk Shahi Haidai gần đây đã tuyên bố rằng Ukraine sẽ làm bất cứ điều gì để quân nhân Nga rút về nước. Theo ông Haidai, Điều này cũng có nghĩa là phía Kiev có thể tấn công vào mục tiêu bên trong lãnh thổ Nga nếu như Ukraine thấy đó là cần thiết. Phát biểu của quan chức Ukraine đã được đưa ra trong bối cảnh Kiev đang tiến hành chiến dịch phản công thận tốc trên toàn tuyến và đã giành lại được một phần lãnh thổ đáng kể ở Kharkov. Ukraine đã cáo buộc pháo binh Nga bắn xuyên biên giới và các vị trí của Kiev, đồng thời cũng cho biết rằng Moscow dường như cũng đang sơ tán người dân ra khỏi các thị trấn ở khu vực giáp ranh giới giữa hai nước. Theo phía Kiev, thì Nga có thể đã nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng ở xung quanh Kharkov, bao gồm nhà máy điện, khiến một số lãnh thổ Ukraine bị mất điện trên diện rộng. Sau khi Nga thua Ukraine, Trung Quốc sẽ trở thành kẻ thù của tất cả mọi người. Trong bối cảnh Ukraine gây sốc với các lực lượng Nga, một nhà báo Nhật Bản có trụ sở tại Đài Loan đã viết, Nga đã thua trong cuộc chiến và Trung Quốc sẽ trở thành kẻ thù chung tiếp theo của tất cả mọi người. Theo Trigon News, sau chiến thắng ngoạn mục của các lực lượng Ukraine ở Kharkiv vào cuối tuần qua. Nhà báo Yata Aikyo, giám đốc văn phòng Sakei Simbin Đài Bắc đã viết rằng, lịch sử chiến tranh giữa Đông và Tây khi một lực lượng xâm lược phải hứng chịu phản công toàn diện, về cơ bản là không có cơ hội để trở lại. Mặc dù Nga vẫn có thể huy động hàng trăm ngàn quân tới Ukraine, nhưng sau hơn nửa năm chiến đấu, thì các loại vũ khí tấn công của nước này như là tên lửa, xe tăng, máy bay không người lái cũng đã cạn kiệt đi rất nhiều. Về cơ bản, thì Nga đã thua trong cuộc chiến và ông cho rằng hai bên có lẽ vẫn còn chiến đấu thêm vài tháng nữa. Nhưng cơ bản thì cuộc chiến đã không bước vào thời gian rác, có nghĩa là vẫn còn thời gian nhưng kết cục đã được định đoạt. Thất bại của Nga sẽ dẫn đến một trật tự thế giới mới trong tương lai. Đầu tiên thì ông đã khẳng định rằng châu Âu sẽ chứng kiến hòa bình lần đầu tiên từ năm 1946 bởi vì các nước này sẽ không còn phải đối mặt với mối đe dọa từ gã khổng lồ đang bành trướng về phía Tây, tức là Liên Xô hoặc là Nga trong ít nhất 20 năm. Thứ hai, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tính toán sai lầm nghiêm trọng. Ông ta cũng đã đặt cược sai lầm trong cuộc chiến này và ông sẽ phải trả một cái giá đắt. Ngoài ra, những hành động ngang ngược của Trung Quốc ở Hồng Kông, Tân Cương và Đài Loan đã bị cộng đồng quốc tế nhất trí lên án. Trung Quốc có khả năng sẽ trở thành kẻ thù chung của toàn thể mọi người sau sự suy toàn của Nga. Chính sách ngoại giao chiến binh sói của Bắc Kinh trong những năm qua cũng đã khiến cộng đồng quốc tế cảnh giác với Trung Quốc hơn, ngay cả khi Trung Quốc đã muốn khôi phục quan hệ với các nước châu Âu và Mỹ, đồng thời quay trở lại chính sách cải cách và mở cửa trước đây, thì cũng khó có thể giành lại lòng tin của các nước khác. Hơn nữa, nền kinh tế nội địa của Trung Quốc cũng đã mất dần sức sống trong những năm gần đây. Chiến tranh Nga và Ukraine sẽ kết thúc với sự thất bại của những kẻ xâm lược. Đó tất nhiên là một điều tốt cho Đài Loan, trong tương lai, cộng đồng quốc tế sẽ tập trung nhiều hơn vào an ninh của eo biển Đài Loan. Tuy nhiên, chúng ta cũng không nên coi nhẹ mối đe dọa từ Trung Quốc và tầm quan trọng của việc tăng cường nhận thức phòng thủ dân sự và cảnh giác với những trò liều lĩnh, rủi ro cao của nhà độc tài ở phía bên kia eo biển Đài Loan. Mỹ ký lệnh hành pháp liên quan đầu tư nước ngoài ảnh hưởng an ninh quốc gia. Ngày 15 tháng 9, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ký lệnh hành pháp yêu cầu Ủy ban đầu tư nước ngoài rà soát rủi ro an ninh quốc gia đối với các khoản đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực trọng yếu về công nghệ và chuỗi cung ứng. Tổng thống Mỹ Joe Biden đã chỉ đạo Ủy ban đầu tư nước ngoài xem xét 5 yếu tố. Thứ nhất đó là tác động của các giao dịch đặc thù có liên quan trong chuỗi cung ứng trọng yếu của Mỹ. Chuỗi cung ứng trọng yếu đề cập đến các ngành có thể có những tác động đến an ninh quốc gia, không chỉ là giới hạn ở những ngành có liên quan đến cơ sở công nghiệp quốc phòng. Thứ hai, Xem xét liệu những giao dịch đặc thù nào đó có ảnh hưởng đến an ninh quốc gia tác động vị thế lãnh đạo công nghệ của Mỹ hay không, bao gồm nhưng không giới hạn đối với vi điện tử, trí tuệ nhân tạo, công nghệ sinh học và sản xuất sinh học, điện toán lượng tử, năng lượng sạch tiên tiến và các ngành công nghệ thích ứng với khí hậu. Thứ ba, có một số giao dịch hoặc là xu hướng đầu tư công nghiệp có ảnh hưởng đến an ninh quốc gia của Mỹ. Thứ tư, an ninh mạng có nguy cơ đe dọa an ninh quốc gia. Thứ năm, cân nhắc những rủi ro đối với dữ liệu nhạy cảm của người Mỹ. Bộ trưởng Tài chính Gia Linh đã giải thích rằng, lệnh hành pháp bổ sung ba yếu tố an ninh quốc gia mới để ủy ban đầu tư nước ngoài xem xét. Đầu tiên đó là xu hướng đầu tư vào lĩnh vực. Có nghĩa là đối tác nước ngoài dần dần giành quyền kiểm soát một ngành hoặc là lĩnh vực công nghệ, nhưng ban đầu xem xét có thể là không phát hiện. Thứ hai là an ninh mạng bao gồm cả các cuộc tấn công mạng ác ý Thứ ba là rủi ro có liên quan đến dữ liệu nhạy cảm. Bởi vì dữ liệu cá nhân nhạy cảm có thể được sử dụng để theo dõi, tìm kiếm hoặc là nhắm mục tiêu vào cá nhân hoặc là một nhóm người. Tờ YSJ đã đưa tin lệnh hành pháp không có mở rộng phạm vi quản lý của Ủy ban đầu tư nước ngoài mà nhằm tăng cường sự tập trung vào nhóm ngành vào các ưu tiên hành chính. Ủy ban đầu tư nước ngoài tại Mỹ đã chịu trách nhiệm xem xét đầu tư nước ngoài tại Mỹ do Bộ trưởng Tài chính làm chủ tịch. Các thành viên đến từ 16 cơ quan bao gồm Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao, Bộ Thương mại và Bộ An ninh Nội địa. Tòa Bạch Ốc đã giải thích rằng lệnh hành pháp vào hôm thứ Năm đặc biệt là tập trung vào an ninh của chuỗi cung ứng là liệu việc đầu tư nước ngoài có thể có sơ hở để thực hiện việc nước ngoài kiểm soát khả năng sản xuất, tài nguyên khoáng sản hoặc là công nghệ quan trọng của Mỹ hay không. Tuy nhiên, không nêu cụ thể tên quốc gia nào nhưng Nhà Trắng đã ám chỉ đến một đối thủ cạnh tranh hoặc là nước thù địch, trong đó tập trung về bảo vệ chuỗi cung ứng, dữ liệu và chất bán dẫn Trí tuệ nhân tạo và công nghệ sinh học của người dân Mỹ. Chính quyền của Tổng thống Joe Biden và các quan chức khác của Mỹ trước đây đã bày tỏ lo ngại về hoạt động đầu tư và gián điệp của Trung Quốc. Đầu tư nước ngoài đó là chìa khóa để hỗ trợ người lao động, doanh nghiệp và tăng trưởng của Mỹ, một quan chức cho biết. Nhưng có một số nước đã lợi dụng hệ sinh thái đầu tư mở của Mỹ để thúc đẩy các ưu tiên an ninh quốc gia của riêng họ theo những cách trực tiếp mâu thuẫn với các giá trị và lợi ích của Mỹ. Lệnh hành pháp này cũng chỉ đạo xem xét liệu một công ty hoặc là nhà nước nước ngoài có đang cố gắng mua lại nhiều công ty trong một lĩnh vực nào đó của Mỹ hay không. Nỗ lực của các công ty và nhà đầu tư Trung Quốc đã mua các công ty bán dẫn của Mỹ, điều này cũng khiến cho chính quyền Mỹ khóa trước như là Obama và Trump cảnh giác. Vào năm 2018, Quốc hội Mỹ đã mở rộng quyền hạn của Ủy ban Đầu tư nước ngoài do Bộ Tài chính lãnh đạo để xem xét các giao dịch bao gồm cả các cổ phần của các nước ngoài vào các quỹ đầu tư mạo hiểm. Các quan chức Mỹ đã cảnh báo rằng Trung Quốc đang sử dụng chiến thuật này như là cách để tránh sự chú ý. Trước đó, Trung Quốc cũng đã phản đối các hạn chế đầu tư của Trung Quốc vào Mỹ và ông đại sứ Tân Cương của Trung Quốc tại Mỹ đã nói với Bloomberg vào hôm thứ năm rằng lợi ích của Mỹ và Trung Quốc gắn bó với nhau. Ngoài ra thì chính quyền của tổng thống Mỹ Joe Biden cũng đang xem xét xem việc đóng các kênh cho phép nhà đầu tư từ Trung Quốc có thể tiếp cận vốn và chuyên môn của Mỹ nhằm hạn chế những tham vọng thống trị về công nghệ tiên tiến của nhà cầm quyền Trung Quốc. Cố vấn an ninh quốc gia Trey Sullivan đã cảnh báo rằng chính quyền đang xem xét lệnh hành pháp thẩm tra đầu tư nước ngoài đối với Mỹ vào những lĩnh vực nhạy cảm như là chất bán dẫn và các công nghệ quan trọng khác. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin tổng hợp trên kênh Thời báo Sự thật. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hãy đồng hành cùng chúng tôi bằng cách bấm like, share, subscribe và đừng quên bấm nút chuông thông báo để nhận những bản tin mới nhất. Bích Trâm xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.